Chấn đá pháp môn Quán Âm, bình đẳng tôn giáo. Chấn, làm thế nào để tạo được sự bình đẳng và không thành kiến giữa các tôn giáo, phát huy lực lượng của tôn giáo để giúp đỡ hòa bình nhân loại? Sư phụ, giữa tôn giáo không có được hòa bình là vì do thành kiến mà ra. Đại đa số chúng ta đều muốn người khác tiếp nhận ý kiến của mình, những gì chúng ta nói mới đúng. Còn người khác nói đều không đúng, cho nên mới tạo thành nhiều phân biệt như vậy. Nhưng cũng không hẳn là do chúng ta làm sai, bởi vì đại đa số đều không có thời gian học hỏi tư tưởng của người khác, không có thời gian để nghiên cứu phương thức của người khác, cho nên chúng ta không hiểu họ nghĩ những gì. Cũng như một quốc gia không hiểu phong tục của một quốc gia khác thường hay xảy ra chiến tranh. Về phương diện tôn giáo cũng giống như vậy. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ những tôn giáo khác, chúng ta cho rằng tôn giáo đó là ngoại đạo. Tối ngày chúng ta đều nghe người ta nói đó là ngoại đạo, kia là ngoại đạo, làm cho sư phụ cảm thấy thật chán ngán. Sư phụ không muốn nói gì, sư phụ chỉ cười. Sư phụ nghĩ rằng mọi người đều là nội đạo, bởi vì những người ngoại đạo mới có thể nhìn thấy người khác ngoại đạo, còn những người nội đạo nhìn thấy những người khác đều là nội đạo. Cho nên Phật Thích Ca thành Phật, Ngài rất kinh ngạc mà nói, thì ra tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều bình đẳng với tôi. Ngài không có nói Bà La Môn không phải là Phật. Chúa Giêsu Kitô sau khi đạt được đại đẳng cấp, Ngài cũng nói, chúng sanh đều là con cái của Thượng Đế. Ngài không có nói Phật giáo đồ không phải là con cái của Thượng Đế. Lão Tử cũng nói vạn vật đồng nhất thể. Ngài không nói rằng những người tin tưởng những tôn giáo khác không có đồng nhất thể. Cho nên chúng ta đều ngộ nhận những lời chỉ dạy của giáo chủ của chúng ta. Thật ra không có tôn giáo, không có tôn phái, chỉ vì ý kiến bất đồng của hậu thế mà tôn giáo đã tạo ra. Chúng ta ai cũng thích có những đồ vật riêng của mình, cất nhà riêng cho mình, tạo hoa viên cho mình, muốn có nhà riêng của mình và tích lũy tài sản riêng, vân vân. Nếu có người khác đến hưởng, chúng ta cảm thấy không thích, cảm thấy khó chịu, cho nên mới có nhiều sự phân biệt như vậy. Hiện nay rất nhiều tôn giáo đều phân biệt như vậy, Phật giáo cũng vậy. Có khi từ một ngôi chùa này đi đến một ngôi chùa khác cũng không được. Những người đồ đệ của vị trụ trì ngôi chùa này không thể đi học với vị trụ trì của ngôi chùa khác. Chính trong nội bộ của Phật giáo đã nhiều phân chia, những tôn giáo khác cũng vậy. Cơ đốc giáo hiện tại dường như có hơn 100 tôn phái khác nhau. Phật giáo cũng phân ra rất nhiều tôn phái. Bất kỳ ở nơi đâu chúng ta đều thấy tình trạng hiện nay của các tôn giáo là phân khai và phân khai. Cho nên chúng ta mới cô đơn như vậy. Nếu mọi người đều hợp tác, đều đoàn kết hòa bình, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. Sư phụ nhìn cái thế giới này đến bây giờ, vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn. Tuy có máy truyền hình, điện thoại, máy bay, vân vân, nhưng lòng người vẫn rất khó hiểu nhau. Cũng giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc, tứ thân ngũ liệt vậy. Bởi vì chúng ta đều thích những đồ vật cá nhân, đoàn thể cá nhân. Chúng ta không muốn hợp tác, cho nên không thể cải tiến. Dù vậy, chúng ta cũng phải tiếp nhận hoàn cảnh này. Sư phụ cũng không kỳ vọng mọi người vĩnh viễn ở với nhau. Cho dù bây giờ hợp lại với nhau, về sau cũng bị phân khai. Ví dụ hiện giờ sư phụ vẫn còn ở đây, sư phụ dạy rất nhiều học trò, các tôn phái khác đều lại học. Bởi vì lúc sư phụ còn tại thế chủ trương tất cả các tôn phái đều giống nhau, mọi người đều tốt, chỉ cần thành tâm cầu giải thoát đều có thể đến học pháp môn Quán Âm với sư phụ. Sau đó vẫn được trở về với tôn phái cũ dị, tiếp tục sinh hoạt cùng với đoàn thể của quý vị. Sau khi học với sư phụ, quý vị không cần phải ở với sư phụ và cũng không cần phải cạo đầu hay biến thành tín đồ Phật giáo. Quý vị không phải làm một điều gì đặc biệt, chỉ cần mỗi ngày theo chỉ thị của sư phụ tu pháp môn Quán Âm là được rồi. Còn những thứ khác không cần cải biến, vẫn tiếp tục sinh hoạt như ngày trước. Nhưng vạn nhất có một ngày sư phụ vãng sanh, trong số đồ đệ của sư phụ, rất có thể có một người tốt, một người không tốt. Người này ở phương Bắc, người kia ở phương Nam, sẽ biến thành Nam Tông, Bắc Tông.
Cũng giống như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, lúc còn tại thế có rất nhiều đồ đệ, nhưng chỉ có hai người xuất danh nhất. Đó là Lục Tổ Huệ Năng và Pháp Sư Thần Tú. Lúc đó Thần Tú ở phương Bắc, Huệ Năng ở phương Nam. Hai vị đại sư này không có vấn đề gì, nhưng những tín đồ của họ đã bắt đầu công khai phỉ báng lẫn nhau. Đồ đệ của Huệ Năng nói Thần Tú không tốt. Lúc đó cả hai vị đại sư còn tại thế. Các đệ tử đã phỉ báng lẫn nhau rồi. Quý vị có thể tưởng tượng được cái tình trạng này. Mỗi một thời đại đều như vậy, cho nên sư phụ cũng không kỳ vọng gì nhiều. Sư phụ có thể giúp đỡ bao nhiêu người thì giúp đỡ bấy nhiêu. Bất cứ người nào muốn thành tâm, giải thoát, muốn học với sư phụ đều hoan nghênh. Đối với tương lai, sư phụ không có kỳ vọng hoặc hoài mong một mục đích gì, bởi vì sư phụ thấy rằng thế giới là như vậy, nó rất loạn. Sư phụ không có ý tưởng đem chúng sanh của thế giới ta bà và tôn giáo đoàn kết lại với nhau. Ai muốn theo sư phụ học, muốn sư phụ chăm sóc đều được hoan nghênh. Thế giới thật sự rất loạn, đời đời kiếp kiếp đều như vậy, không có ai có thể xử lý được. Kỳ thật cũng không cần phải xử lý, để cho thế giới như vậy mới vui. Quý vị thấy đó, có người vỗ tay, có người không vỗ tay, ngay cả cái điểm này, ý kiến của mọi người đều không giống nhau. Nhấn, vì ở xa không thường gần sư phụ, như vậy có thể học pháp môn Quán Âm không? Sư phụ, được. Ngày nay theo học với một vị sư phụ rất thuận tiện, không nhất định mỗi ngày đều phải ở chung với họ. Thời xưa bởi vì giao thông không thuận tiện, muốn đi thăm viếng một vị minh sư không phải một ngày thì tìm được. Có khi phải trèo núi, qua sông, phải trải qua mấy tháng trời mới tìm được nơi ở của minh sư. Sau khi tìm xong, học được một chút, phải đi về nhà, cho nên thật là tội nghiệp, hiểu không? Vì vậy mới cần phải ở chung với họ, vì muốn hiểu thêm một chút giáo lý của họ, được thêm sức gia trì của họ, được ở gần cái từ trường của họ, nhờ đó tiến bộ mau hơn. Cho nên ngày trước có rất nhiều người xuất gia theo Phật Thích Ca bởi vì muốn mỗi ngày cùng ở với Ngài, nghe Ngài giảng kinh. Ngày nay không cần phải vất vả như vậy, ở nhà cũng có thể tu được. Băng thâu âm giảng kinh của sư phụ có thể nghe, sách và băng thâu hình có thể đọc, có thể xem. Ngày nay in sách rất mau, mua sách cũng rất rẻ. Ai cũng đều có tiền. Những người muốn có sách mà không có tiền, sư phụ cũng có thể tặng. Không cần phải mỗi ngày theo sư phụ tu hành, có thể ở nhà tu từ từ. Chỉ cần mỗi ngày hoàn toàn y theo sự chỉ thị của sư phụ tu hành, sẽ tu rất tốt, đều được thành Phật, được trí huệ. Điều này tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì một vị sư phụ chân chính là vô sở bất tại, người ấy không phải chỉ ở một nơi. Đương nhiên nhục thể của họ chỉ có một, nhưng họ có thiên vạn ức hóa thân, cho nên bất luận là ở nơi nào đều có thể nhìn thấy sư phụ, hiểu không? Một vị sư phụ chân chính là có được lực lượng này, nếu không có thiên vạn ức hóa thân tức là giả. Nhưng cần phải học rồi mới có thể phân biệt được. Học càng nhiều, tu càng nhiều, càng biết được đẳng cấp của sư phụ. Không tu đương nhiên không hiểu biết. Dấn, người đời có khổ và cũng có sướng. Có phải những người cảm thấy khổ mới cần học Phật? Sư phụ, đúng nhưng cũng không đúng. Quý vị có thể tự hiểu lấy. Có rất nhiều người gặp nhiều cảnh khổ, nhưng không phải ai cũng đều muốn tu hành. Quý vị có thể đi hỏi những người hành khất, lúc đệ tử của sư phụ đi thọ giới, chúng tôi có đi thăm họ. Ở phía ngoài của thụ giới trường, có nhiều người hành khất xin tiền. Nếu như quý vị đi hỏi họ có muốn học Phật không, họ nhất định nói không, họ chỉ cần tiền. Sự thật là như vậy, những người có phước báo mới cần học Phật, mới thích tu hành. Kỳ thật cũng không phải cần mà là ưa thích, khát vọng tu hành. Không nhất thiết khi đời sống đau khổ mới muốn tu hành. Người đệ tử mời sư phụ đến giảng kinh lần này không phải là một người nghèo khổ. Anh ấy là một kiến trúc sư. Kiếm được rất nhiều tiền, lại có vợ đẹp. Người vợ cũng có mặt ở đây, có thể đứng lên cho mọi người nhìn. Gia đình rất hòa hợp, con cái lại rất dễ thương. Đối với xã hội mà nói,
Kiến trúc sư là một địa vị tốt, như vậy anh ấy còn thiếu cái gì? Có cần phải tu hành không? Nhưng anh vẫn thích tu hành. Rất trung thành và tôn kính sư phụ, rất tôn kính. Anh không mê tín năng lực của sư phụ, bởi vì anh ở Đài Loan đã từng tiếp xúc qua rất nhiều pháp sư, học rất nhiều pháp môn, không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với Phật Pháp, không phải chỉ gặp pháp sư Thanh Hải rồi tin tưởng một cách mù quáng như vậy. Do đó, chúng ta không thể nói chỉ có người nghèo khổ mới thích tu hành. Lúc khổ quá cũng không nhất định muốn tu hành. Có những lúc đệ tử của sư phụ đi thụ giới, bên ngoài của thụ giới trường cũng có những hòa thượng mặc áo vàng đi thọ bát. Nhưng vì truyền thống, họ mới đi thọ bát ở bên ngoài. Sư phụ cũng cúng dường những vị pháp sư đó. Lúc sư phụ cúng dường họ, lập tức liền có hai vị hành khất chạy đến. Họ nhìn thấy có người cúng dường, họ cũng muốn được cúng dường. Sư phụ cũng cúng dường cho họ, bởi vì mọi người đều có Phật tánh. Những người hành khất này nhận cúng dường quen rồi. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ là muốn xin tiền. Họ phàn nàn với sư phụ rằng, sư phụ, con đau khổ quá, con mất chân rồi. Con có bệnh, chỗ này bị đau, con xin ngài cho con một chút đỉnh tiền. Sư phụ nói, hôm qua, ngày trước đều cho tiền quý vị rồi mà. Họ nói không đủ, con cần phải đi bệnh viện để chích thuốc nhiều lần. Họ còn kể lể rất nhiều việc, nhưng kết cuộc đều muốn tiền. Sư phụ nói, quý vị có niệm Phật chút nào không? Họ trả lời, con cần tiền, con cần tiền. Lời nói của sư phụ không lọt vào tai của họ. Sư phụ nói, được, tôi cho quý vị chút đỉnh tiền, không có sao, nhưng không giúp đỡ được nhiều. Họ nói, có, giúp đỡ rất nhiều, tiền là thứ con cần nhất. Được, tôi cho quý vị, nhưng quý vị cũng cố thử niệm một số Phật hiệu, đọc một số kinh điển, như vậy kiếp sau không phải chịu đau khổ nhiều như vậy. Nhưng họ nghe không có vô, họ chỉ muốn tiền mà thôi. Họ không muốn niệm Phật, chỉ muốn niệm tiền. Cho nên quý vị không thể nói rằng những người đau khổ mới cần tu hành. Vấn: tại sao trong sách của sư phụ nói niệm mật chú siêu độ chúng sinh sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần, sẽ bị tiêu trừ công đức kiếp trước của mình? Sư phụ: đây không phải là sư phụ nói, mà do sư phụ nhìn thấy những điều này. Có rất nhiều người không đủ phước báo lại đi siêu độ chúng sanh, bị ảnh hưởng tinh thần, chạy đến tìm sư phụ. Cho nên sư phụ mới nói ra, mới giải thích tại sao những tình trạng này lại xảy ra, hiểu không? Bản thân sư phụ xưa nay không bao giờ niệm chú hoặc siêu độ ai. Vì có nhân duyên, sư phụ mới nói ra. Có rất nhiều người mỗi ngày đi siêu độ chúng sanh. Những người tại gia cũng vậy. Sau đó tinh thần không yên ổn, lại đau bệnh, bị rất nhiều ma quỷ đến quấy nhiễu họ, làm cho họ ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể càng ngày càng tiều tụy. Bất luận niệm thứ gì, thân thể vẫn đau đớn. Mỗi ngày ma quỷ đều đến quấy nhiễu, nói chuyện trong lỗ tai của họ, không để cho họ an tâm, không để cho họ nghỉ ngơi, cũng không để cho họ ngủ. Cho nên, người càng ngày càng bệnh, tinh thần hỗn loạn. Vì sư phụ biết tình trạng này, cho nên mới thuận tiện nói những việc đó. Nếu như có người đi siêu độ người khác nhưng tinh thần vẫn chưa hỗn loạn, vậy thì có lời chúc mừng, cứ tiếp tục làm, không sao. Đợi đến lúc có vấn đề trở ngại rồi mới nói. Trong sách sư phụ viết rất rõ ràng, nếu chúng ta dùng lực lượng của phàm phu và ngã chấp đi cứu người, đương nhiên sẽ có vấn đề. Thành Phật mới có thể cứu người. Những vị minh sư từ xưa đến nay đều nói như vậy. Không phải chỉ có sư phụ nói mà thôi. Sư phụ chỉ mượn lời nói của người xưa nói ra. Chúng ta nhìn chính mình thì biết, giữa người với người chúng ta còn đối xử với nhau chưa tốt, còn xử lý chưa rõ ràng, phải không? Xử lý với vợ còn không tốt, muốn hòa thuận với chồng cũng không được. Đối với người láng giềng cũng không thân thiện, nhưng lại muốn ở chung với quỷ mà, muốn có quan hệ với chúng nó. Chuyện của hồn quỷ vốn khó xử lý hơn người. Có phải như vậy không? Chúng ta không hợp với người, chúng ta vẫn xử lý chưa được hoàn thiện, mà lại muốn đi xử lý với ma, như vậy đương nhiên sẽ có vấn đề. Nói như vậy có phải hợp tình hợp lý không?
Có phải hợp logic không? Mọi người đáp phải và vỗ tay. Vâng, làm thế nào để biết mình có năng lực độ người? Sư phụ, những người tu pháp môn Quán Âm sẽ biết được, bởi vì đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. Lúc truyền tâm ấn, sư phụ sẽ giải thích đến đẳng cấp nào, cảnh giới nào sẽ có năng lực gì. Sau này quý vị tu hành đương nhiên sẽ biết được. Ví dụ quý vị sau 7 năm học hành, quý vị có biết được mình sẽ có tốt nghiệp và trở thành bác sĩ không? Mọi người nói biết. Tu hành cũng giống như vậy, thành Phật sẽ biết được. Phật giáo chân chánh là chân lý rất rõ ràng, rất khoa học, có hệ thống, không có gì mơ hồ, bối rối, bất cứ ai cũng có thể học được. Sau khi tu pháp môn Quán Âm, đều có thể từ từ đo lường được đẳng cấp của mình, không cần hỏi sư phụ. Lúc truyền tâm ấn, sư phụ sẽ chỉ cho quý vị biết làm sao để nhận biết được đẳng cấp của mình. Vạn nhất ngày mai, sư phụ vãng sanh, quý vị cũng có thể tiếp tục tu hành, nhất định sẽ biết được mình đã thành Phật, không thể nào không biết. Nếu như quý vị không biết, người ta sẽ đến kéo quý vị ra, nói quý vị là Phật. Phật Thích Ca không có đứng ra nói, tôi thành Phật rồi, tôi đến cứu quý vị. Ngài không có nói như vậy. Ngài vốn không muốn độ người, vốn không muốn đi về Niết Bàn, nhưng vì Phạm Thiên xuống cầu Ngài, mong Ngài đi độ chúng sanh. Sư phụ cũng không có đứng ra nói, tôi có thể cứu người, tôi có thể dạy pháp môn Quán Âm. Sư phụ muốn trốn mà trốn không được, trốn được mấy năm, trốn qua rất nhiều quốc gia, nhưng đi đến quốc gia nào đều bị người ta bắt ra và nói, Ngài nhất định phải dạy tôi. Cho dù sư phụ trốn trong một căn nhà dưới đất, đột nhiên cũng có người mở cửa ra tìm. Sư phụ ngồi thiền ở dưới đất, ở một góc tối đen, không có ai biết nơi ấy, nhưng cũng có người đến. Lạ lùng, họ là người ngoại quốc, nhưng lại có chìa khóa mở cửa vào. Nhìn thấy sư phụ ngồi thiền trong một góc tối, liền quỳ xuống và nhất định cầu pháp. Lúc sư phụ đi Mỹ, không có ai hết. Sư phụ mỗi ngày ở trong một ngôi chùa nhỏ, quét nhà, rửa cầu tiêu, nhưng cũng có người tìm đến, trong đó có một người đang ngồi ở đây. Sư phụ chỉ một vị người Mỹ. Cô nói Phật Bồ Tát chỉ thị cô đến tìm sư phụ. Lúc đó sư phụ nói với cô rằng, không có, không phải tôi, nhưng tôi biết được có một người biết dạy pháp môn này, tôi có thể dẫn cô đi đến đó học với người ấy. Cô ấy nói, tôi không tin. Sau khi về nhà, cô ấy lại cầu Phật Bồ Tát. Kết quả Phật Bồ Tát nói với cô ấy, người cô gặp là đúng rồi. Cho nên cô ta lại đến tìm sư phụ, nhất định cầu sư phụ truyền pháp cho cô. Sư phụ không thể từ chối. Nếu như chân mạng của chúng ta là cứu độ chúng sanh, chúng ta không thể từ chối cái nhiệm vụ này. Bất luận chúng ta trốn ở nơi nào cũng vô ích. Sư phụ trốn ở Đài Loan cũng bị phát hiện, trốn ở Mỹ cũng có người phát hiện, đi sang nước Đức cũng có người phát hiện. Ở qua 4 quốc gia mà vẫn trốn không thoát, cho nên sư phụ phải công khai truyền pháp. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 31 tháng 3 năm 1988 tại Tân Trúc,